Thưa quý vị, để Hội Viên Người Mù được dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, những năm qua, Hội Người Mù thành phố Tân An luôn có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hội viên. Trong đó, có hoạt động định hướng di chuyển, tiếp cận giao thông. Phương pháp này đã giúp cho người khiếm thị an tâm khi ra đường. Đây là những gì đang diễn ra tại lớp tập huấn định hướng di chuyển, tiếp cận giao thông cho người mù do Hội Người Mù thành phố Tân An tổ chức. Tại đây, các hội viên được hướng dẫn sử dụng gậy dò đường khi di chuyển lên xuống cầu thang và di chuyển trên lòng lề đường. Ngoài ra, Hội Người Mù huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước còn trao tặng 45 cây gậy trắng cho hội viên người mù để thuận tiện cho việc đi lại. Trong khi chủ trương của thế giới bây giờ là người mù phải tự lực, và chủ trương của nhà nước mình cũng phải là người phải tự lực trong chuyện đó, thì đây là một trong những công cụ giúp cho người mù giải phóng cái năng lực đi lại của họ, chứ trước giờ họ bị ràng buộc lại trong đó. Bị khiếm khuyết từ nhỏ, cho đến 40 tuổi, người đàn ông này đã mất đi ánh sáng. Song để có tiền trang trải cuộc sống, buộc lòng ông Tài phải bán vé số dạo, nên khó tránh khỏi những vấp ngã, tai nạn khi ra ngoài. Và rồi, từ khi được hội trao tặng chiếc gậy này và hướng dẫn các kỹ năng đi đường, đã giúp cho ông Tài vững tâm hơn khi ra ngoài. Thì đi đường thì cũng khó khăn, nhiều khi xe cũng mang vô xe đậu á, mình không thấy đường mình cũng mang vô bình thường đá. Có gậy đi là nói chung gậy gì đi cũng được, là rất là có bổ ích cho bản thân mình. Là đi đường đi này nọ mình dò đường rất là dễ, chứ đi không là không được, đi không được. Không riêng gì ông Tài, nhờ lớp học định hướng di chuyển mà nhiều hội viên người mù đã có thể chủ động trong việc đi lại, làm việc và sinh hoạt hàng ngày. Có thể bảo vệ bản thân khi di chuyển một mình, tự tin hơn trong cuộc sống. Năm 2000 tôi bị tiến sĩ rồi, vợ con lo từ A tới Z, không dám ra đường. Vợ giờ tôi có cái giấy trắng rồi, tôi mới tự phát sinh, tôi đi từ cho nó quen. Người mù nói riêng, người khuyết tật nói chung thường hạn chế trong việc di chuyển, sinh hoạt. Chính vì thế, việc tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng sống như thế này là điều vô cùng cần thiết, giúp họ mạnh dạn, chủ động, tự tin hòa nhập với cộng đồng.